Tagawai xin chào các bạn. Hiện tượng chấn điểm sông Tô Lịch từng gây rúng động dư luận cả nước về những sự việc huyền bí xảy ra đúng vào thời điểm chuyển giao sang thế kỷ 21. Giữa sự phát triển không ngừng của khoa học, điều này khiến cho không ít người tranh cãi về tính chân thực của nó. Nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Có người thì cho rằng đây là câu chuyện bịa đặt của những người trong cuộc. Thế nhưng cũng có người thì hoàn toàn tin rằng chuyện chấn điểm là có tồn tại. Thực hư ra sao? Xin mời các bạn cùng Taga tìm hiểu. Hơn 1.000 năm, Việt Nam mới phát hiện ra chiêu trò bẩn thỉu này của Trung Quốc, bí ẩn ở sông Tô Lịch. Đại nạn liên tiếp xảy đến kể từ khi sông Tô Lịch được nạo vét. Sông Tô Lịch hay còn được gọi với cái tên là Kim Giang là một con sông nhỏ chảy trong địa phận thủ đô Hà Nội. Trong quá khứ, con sông này từng là một đường bao của kinh đô Thăng Long xưa, là một cạnh của tứ giác kinh thành Thăng Long. Ngày trước thì sông sâu nước trong, hai bên bờ buôn bán sầm uất trên bến dây thuyền. Thế nhưng mà ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt là khoảng vài năm trở về trước, nó chẳng khác gì một con mương xả nước thải hôi thối đen ngòm của thủ đô. Nếu bạn chưa quên thì đến năm 2016, công ty liên doanh xây dựng VIC trúng thầu gói thầu 7 dự án cải tạo hệ thống thoát nước Hà Nội. Công việc cụ thể là nạo vét và kè đá dọc bờ sông Tô Lịch. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2016, đội thi công số 12 trực thuộc công ty VIC với người đứng đầu là ông Nguyễn Hùng Cường bắt đầu tiến hành nạo vét sông Tô Lịch. Theo lời kể của ông Cường, trước đó với tư cách chỉ huy công trường, ông có mời ông Phạm Ngọc Anh, kỹ sư thủy lợi làm chuyên viên kỹ thuật. Ngay vào ngày đầu tiên khi khảo sát thực địa, ông Anh phát hiện một ngôi đền rất là lớn ở bờ sông phía An Phú. Đó là ngôi đền quán đời có từ thời Lý đến giờ. Ông Anh có nói, cậu không nên nhận thi công cái đoạn sông này, rất là nguy hiểm. Tất nhiên là ông Cường thì không nghe theo lời khuyên có phần mê tín này. Thế rồi, ngay ngày hôm đó, khi mà vừa cho máy xúc, máy ủi xuống bờ sông khởi công, trước khi mà thi công, ông Cường đã có thắp mấy nén hương, thì tự nhiên lửa trong nắm hương bùng cháy rực lên. Sau đó, ông nhận được tin công trường có sự cố. Công nhân ngoài công trường phát hiện rất nhiều cọc gỗ lim đóng theo những hàng ngắn, bố trí rất là kỳ lạ, nhưng mà ông vẫn yêu cầu nhổ hết lên. Máy vừa nhổ được hai chiếc cọc, thì tự nhiên như có một lực gì đó đẩy, chiếc máy xúc cứ thế lao đầu trôi xuống sông, không có cách gì giữ lại được. Đồng thời đê ngăn nước cũng bị vỡ, nước tràn vào ngập kín chiếc máy xúc. Cùng lúc ấy, có tiếng người la hét, phát hiện ra rất nhiều xương người, xương thú vật cùng nhiều vật cổ. Trong số đó, cả đội phát hiện được tấm gỗ vàng, tâm thì có hình bát quái, một số đồ gốm, xương voi, ngựa, dao, bát đĩa và tiền đồng. Khi mà toàn bộ cọc gỗ được nhổ lên, các bộ hài cốt được đem lên Bát Bạt, nghĩa trang chôn cất chung tại Hà Nội, thì đã có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Các việc chuẩn bị tiến hành thi công bị rối tung lên, máy xúc tự nhiên lao xuống sông. Một số người đang làm việc tự nhiên ngã lăn ra đất, tay chân co rúm, cứng đờ, lưỡi thì thè ra ngoài và trở nên hoàn toàn mất ý thức trong suốt nhiều giờ. Địa tầng của cả khu vực thi công biến đổi, không giống như khảo sát ban đầu, và khi thử đưa la bàn vào khu vực đó thì kim la bàn quay tít. Lại nói về những cây cọc gỗ được chôn đứng dưới lòng sông. Chúng có tất cả là 7 cây, được sắp xếp theo hình dạng tạo thành một đa giác đều. Sau đó, Bảo tàng Hà Nội có tổ chức một cuộc hội thảo khoa học, hội tụ rất nhiều những nhà khoa học về sử học, bảo tàng tâm linh. Kết luận của giáo sư Trần Quốc Vượng cho biết, đây thì là trận đấu bắt quái được yểm để chấn giữ cửa thành Đại La từ tận thế kỷ thứ 9 rồi. Để có thể thi công một cách thuận lợi sau những sự cố đáng sợ trên, ông Cường đã mời Thượng tọa Thích Viên Thành ở Chùa Hương về làm lễ cúng. Thế nhưng tế lễ xong xuôi, thầy Thích Viên Thành chỉ dặn công nhân làm việc cẩn thận và còn nói thêm một câu rợn người. Vì cái đàn tràng này, tính mạng của thầy cũng khó giữ rồi. 3 tháng sau đó, thầy Thích Viên Thành đột ngột qua đời. Nguyên nhân rợn người đằng sau câu chuyện sông Tô Lịch bị chấn yểm. Trước hết, hãy cùng Taka ngược dòng lịch sử trở về thế kỷ thứ 7, thời điểm thành Đại La bắt đầu được xây dựng. Theo đó, vào năm thứ 2 niên hiệu Trường Khánh, tức là năm Nhâm Dần 822, vua Mục Tông nhà Đường dùng Nguyên Hỷ làm quan đô hộ. Nguyên Hỷ thấy cửa thành có dòng nước ngược, sợ rằng dân thành có ý đồ phản nghịch, liền mới sai thầy bói gieo một quẻ. Thầy bói nói rằng sức ông không đủ bồi đắp thành lớn đâu, phải 50 năm sau mới có một người họ Cao đóng đô tại đây mà xây dựng được vương phủ. Tới đời vua Đường Y Tôn năm 841 đến 847, Cao Biền được cử sang đất Việt làm tiết độ sứ. Cao Biền là một con người đa hiệu, vừa là một vị tướng,
vừa là một nhà phù thủy, một đạo sĩ, cũng là một nhà phong thủy có tài. Cứ thế, La Thành được Cao Biền sửa chữa, chỉnh đốn lại trở phong thủy liên tiếp trong 3 năm 866, 867 và 868. Theo truyền thuyết kể lại, khi mà Cao Biền xây dựng thành Đại La, thì khu vực thi công có hiện tượng sạt lở đất. Cao Biền thấy vậy liền tiến hành chấn yểm thần sông Tô Lịch và một số điểm khác như đền thờ thần Bạch Mã, núi Tản Viên. Sau đó công việc xây dựng thành mới có thể hoàn tất. Tới đây thì không biết có anh em nào giống như Taka đang nhớ lại một truyền thuyết khác của dân tộc chúng ta hay không? Đó thì chính là truyền thuyết xây thành Cổ Loa. Bởi tương truyền rằng khi xây dựng thành Cổ Loa, An Dương Vương cũng xây mãi mà thành vẫn cứ bị đổ. Khi đó rùa thần hiện ra mới chỉ cho nhà vua cách xây và cho một cái móng chân. Lúc đó thành Cổ Loa mới có thể xây dựng xong cho được. Tất nhiên là âm mưu của đạo sĩ họ Cao thì không hề đơn giản như vậy. Trên thực tế thì nếu xét về mặt địa lý, La Thành và thành Cổ Loa cách nhau không có xa. Tính theo đường chim bay chỉ tầm vài chục km mà thôi. Vậy phải chăng thì có một sự trùng hợp không hề nhẹ giữa hiện tượng sụp đất của thành Cổ Loa, sự sụp đất của thành Đại La và sự sụp lở đất không thể nào khắc phục trên công trình nạo vét sông Tô Lịch ở thời điểm hiện tại? Hãy tạm bỏ qua những câu chuyện mê tín dị đoan, bởi vùng đất từ đầu nguồn sông Tô Lịch kéo dài đến Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội là một vùng đất có tầng địa chất rất là không ổn định. Núi Tản Viên thì nằm ở hướng Tây, mặt khác phía Tây và Tây Bắc của La Thành là một vùng núi non trùng điệp của rất nhiều các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Mai Châu. Mà theo định nghĩa của phong thủy, Long Mạch xuất phát từ những dạng núi cao. Ngoài ra thì Long Mạch còn xuất phát từ những khu vực khác gọi là Thiếu Sơn. Vậy nên hẳn phải có một Long Mạch rất lớn bắt nguồn từ núi Tản Viên và các dạng núi phía Tây, Tây Bắc của thành Đại La, kéo dài qua thành Đại La theo dọc sông Tô Lịch, chạy qua khu vực Hồ Tây bây giờ, sau đó sang tới tận địa phận Cổ Loa, Đông Anh và rồi theo hướng Đông, Đông Bắc mà đi tiếp. Chính vì có Long Mạch này mà Cao Biền đã phải vô cùng hao tâm tổn trí nhằm chấn yểm nó lại, tiêu diệt linh khí của nước Nam. Trận đồ chấn yểm sông Tô Lịch dưới góc nhìn của khoa học. Trở về với hiện tại một chút, ngày nay không còn ai xa lạ gì với các thủ thuật châm cứu, điện chuẩn, xoa bóp, bấm huyệt để mà chữa bệnh. Tất cả các thủ thuật đó đều dựa trên lý thuyết về hệ thống kinh mạch, huyệt lạc trong cơ thể con người. Thậm chí là trong dân gian còn lưu truyền các biện pháp bấm, điểm huyệt có thể làm cho một bộ phận nào đó của cơ thể không còn khả năng cử động, hoặc nặng hơn là bộ phận đó không còn chức năng hoạt động được nữa. Thế nhưng điều này thì có liên quan gì đến chuyện chấn yểm long mạch? Có một sự liên quan không hề nhẹ đấy các bạn ạ. Giống như thuật điểm huyệt, long mạch mà Taka vừa nhắc ở trên đã bị Cao Biền chấn yểm đúng huyệt vị, đã bị ngăn chặn lại tại các nơi có đạo bùa chấn yểm. Hậu quả của đạo bùa này là làm cho nguyên khí không thể nào tiếp tục đi theo hành trình vốn có của nó, làm cho vùng đất dọc theo long mạch sau khi bị chấn yểm trở nên cứng hơn, không ổn định hơn. Bằng chứng là về sau này, đội thi công nạo vét sông đã không còn gặp phải tình trạng sạt lở đất như lúc đầu. Nói rõ ra thì long mạch cũng giống như một mạch máu vậy, bị cột chặt lại ở một đầu, không cho dẫn máu tới cái vùng sau đó được nữa. Các bộ phận cơ thể đằng sau chỗ bị cột chặt vì không hề có máu nuôi nên cũng dần bị khô héo, tèo tóp lại. Để ý kỹ một chút thì các bạn sẽ thấy, ngày nay Hà Nội đang có rất nhiều hồ nước còn đang tồn tại như Hồ Tây, Hồ Gươm, Hồ Bảy Mẫu. Còn sông Tô Lịch thì dần dần bị hẹp đi cho đến khi chỉ còn là con mương nhỏ dẫn nước thải cho Hà Nội mà thôi. Thế nhưng mà nếu như Cao Biền, người vốn được coi là tổ sư của nghề phong thủy, đã quyết tâm chấn yểm tiêu diệt dòng sông Tô Lịch, thì tại sao cho đến tận bây giờ nó vẫn còn có thể tồn tại? Rất có thể là Cao Biền đã có sự tính toán sai lệch nào đó ở trong quá trình chấn yểm, khiến cho con sông chỉ bị thu hẹp chứ không bị đứt hẳn dòng chảy. Ở một diễn biến khác, các vị vua hùng, tổ tiên của người Việt chúng ta cũng là những người rất am hiểu thuật phong thủy nói riêng và thuyết âm dương ngũ hành nói chung. Vậy nên rất có thể vì đã tiên đoán được trước các sự việc sẽ xảy ra, mà sau khi mất nước, các vua hùng đã cố ý làm sai lệch đi một phần của thuyết âm dương ngũ hành trong âm mưu chấn yểm của Cao Biền. Cái chuyện chấn yểm nghe thì lằng nhằng là như vậy, thế nhưng mà có một sự thật, đó là sau khi Cao Biền chết 51 năm thì Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán. Từ đó mở ra thời kỳ quân dân Đại Việt luôn luôn chiến thắng các cuộc xâm lược của bè lũ phong kiến phương Bắc. Như vậy thì há chẳng phải công lao chấn yểm sông Tô Lịch, tiêu diệt linh khí nước Nam của Cao Biền đều hóa thành công cốc hết rồi hay sao? Và video này đến đây thì cũng là kết thúc mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích, và nhớ là subscribe Taka Qua ngay lập tức. Chân thành cảm ơn anh em.